Xin chào quý vị và các bạn. Thì buổi chiều hôm nay tôi làm một cái clip rất là ngắn. Thì thứ nhất là quảng cáo, tôi mới tìm được ra một cái cổ phiếu có một cái bộ thông số rất là đẹp. Tôi nghĩ có thể gọi là một siêu cổ phiếu. Đấy, sau một cái thời gian tôi đã đọc kỹ các cái thông tin của nó, có thể giữ được dài hạn khi mà chúng ta mua ở cái thời điểm này, mặc dù thị trường nó đang ở mức cao. Và cái cổ phiếu này thì tôi không chia sẻ miễn phí giống cái cổ phiếu trước nữa. Tuy nhiên ấy, thì tất cả những cái bạn mà đã mời tôi cà phê rồi ấy, thì tôi sẵn sàng chia sẻ miễn phí. Đấy, các bạn cần các bạn cứ inbox cho tôi, tôi sẽ chia sẻ miễn phí, không thu phí. Còn những bạn khác muốn có cổ phiếu thì tôi thu phí 200.000 một cái file. Đấy, đấy là cái chia sẻ hôm nay. Tôi nghĩ là nó sẽ có ích. Cổ phiếu này nó sẽ có thể nó sẽ tăng mạnh trong trong cái thời gian ngắn tới. Đấy, và nó có thể đầu tư dài hạn được, bắt đầu từ cái thời điểm này. Đấy, giá của nó đang ở cái vùng tôi nghĩ là rất là đẹp. Đấy, và tôi đấy, hy vọng cái cổ phiếu này nó sẽ mang đến cho quý vị và các bạn cái lợi nhuận tối thiểu là 20%. Mặc dù vậy thì tôi cũng khẳng định là tôi chỉ chia sẻ cái bộ thông số của cổ phiếu thôi. Còn cái việc quyết định mua hay bán hay nắm giữ là tùy các bạn phải tự quyết định và phải tự chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Đấy, và cái cổ phiếu này thì tôi không chia sẻ miễn phí. Bạn nào muốn có cái cổ phiếu này đấy, thì phải trả một cái mức phí là 200.000. Tôi nghĩ là không, nó cũng không nhiều đâu, nó rất là ít nếu mà so với những cái bạn mà đã mời tôi cà phê ấy, thì nó không đáng kể gì so với tiền các bạn mời tôi cà phê đâu. Vì thế nên tất cả những cái bạn mà đã mời tôi cà phê ấy và muốn có cổ phiếu này thì tôi sẵn sàng chuyển file cho các bạn một cách miễn phí. Tôi không thu tiền, tôi cũng không lấy thêm. Còn nếu sau này các bạn kiếm được lợi nhuận, các bạn nhớ đến tôi thì đấy là cái việc của các bạn. Cái lý do tôi cũng có một cái lý do mà tôi phải thu phí cái cổ phiếu này. Đấy, các bạn hình dung ra cái cổ phiếu trước tôi chia sẻ cho khoảng 500 bạn. Chưa đến 500 nhưng nó phải gần 500, nó hơn 400 rất là nhiều. Nó phải 400, tôi không, đấy, tôi có cái thống kê. Đấy, nhưng có bạn thì lại trách móc này khác, nên các bạn phải bỏ tí phí ra để các bạn tự chịu trách nhiệm với mình. Đấy, các bạn mua thì các bạn cũng phải chịu trách nhiệm, mà các bạn bán thì các bạn phải chịu trách nhiệm, hoặc là các bạn có thể quan sát nó. Và tôi nghĩ rằng cái cổ phiếu này khả năng nó còn tăng rất là mạnh, mạnh hơn cái cổ phiếu lần trước rất là nhiều, và nó có khả năng đầu tư dài hạn được. Đấy là cái rất là hay, cái điểm của nó đẹp hơn, rất là đẹp, bởi vì nó chưa tăng mạnh. Đấy, nó chưa tăng mạnh, nó gần như là đang ở đáy. Còn cái cổ phiếu lần trước ấy là nó đã tăng được khoảng 80 đến 90% rồi, nên là chúng ta ăn được khoảng 25% như thế là cũng là nhiều. Đấy, và hy vọng rằng cái chia sẻ này nó sẽ có ích, nó sẽ đem đến cái lợi nhuận cho quý vị và các bạn. Đấy, tất nhiên là tôi không đảm bảo là nó sẽ tăng 100% đâu, nhưng tôi nghĩ, bởi vì tôi nhìn thấy cái bộ thông số của nó rất là đẹp. Đấy, còn quý vị và các bạn có thể đọc, nghiên cứu thêm và tự quyết định. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái clip này. Mong rằng quý vị và các bạn có thể chia sẻ cái clip này đến những người khác, để những người nào đó có cần cái cổ phiếu này thì có thể liên hệ với tôi bằng cách thông qua cái kênh Facebook. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau.